phải hỏi phải Dạ hôm nay về anh của cô quản lý em có vui không? Dạ ta vui lắm đó, ta lễ chúng sinh. Dạ. Dạ, mời cô ba. Trước hết thì cũng cung kính trên lịch cha thiên mẹ mẫu còn các đứng vô hình quyền di thiên liêng và các bảy vị như lai. Hôm nay thì có nhân viên quý vị tất cả các vị về để ngự đền thì tôi cũng có một cái sự vinh hạnh để tiếp đón. Thì chúng sanh bây giờ thì có nhiều cái khổ và cái đường tu nó còn hơn chân trên gà xa mẹ đó, không ai dìu dắt như Dục Tân dẫn dắt nhà gà. Thì bây giờ các vị về có một cái pháp nào hay bổ ích cho nhân sinh, cho nhân loại, cho đồng bào và cho chúng sanh bớt được cái nghiệp khổ, để đưa chúng, để mỗi người cho đạo chúng cho tổ ngộ một cái trí huệ minh mẫn thật sự và tu hành thật sự, chứng đắc thật sự là một Phật nhân, là một con người có tâm thánh thiện thật sự và đi vào một chánh giáo chánh đẳng với bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tôi muốn tỉnh ý ngài như thế nào thôi. Chúng sanh phải bỏ tham sân si mạn nghi, không lìa khỏi tham sân si mạn nghi, làm sao giáng sanh đây chiên cực lạc chứ? Tham sân si thì cái câu ngôn luận này hình như là ai cũng có thể biết, nhưng làm cách gì để bỏ được? Nhờ ngài chỉ cho. Thì phải quán tưởng lòng từ bi đạo hạnh để lấp đầy tham sân si mạn nghi. Lấp đầy quán tưởng lòng từ bi đạo hạnh nhưng chúng sanh còn mê mù, còn tội lỗi, có đủ năng lực. Còn tội lỗi thì phải sám hối tiêu trừ bản ngã bởi nghiệp lực cả pháp vạn vật chúng sanh. Nghiệp lực chúng sanh dày như vậy thì có một cái quyền năng nào để giải bớt nghiệp lực cho chúng sanh tổ ngộ? Thì phải nhiếp tâm bất loạn, niệm Phật tưởng nghĩ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật là bát chánh đạo, là bạch tức thí tôn, là bạch tức Như Lai, là thầy trời người, dục giới sắc giới thọ sắc hành tướng. Bởi các pháp chúng sanh nằm trong dục vọng ô mê tham đắm, danh lợi tài sắc danh thực, nên sân si ngạo mạn, phỉ báng nhà Phật, phỉ báng Phật thánh chiên. Đúng rồi, nói rất hay. Nhưng mà thế gian đó, tôi có một cái câu châm ngôn là quỷ ma hay phá lối đường tu. Chánh pháp muốn ra đời thì có hỗn độn vô biên, tất cả các sắc giới của các là loài trong tứ linh hay là trong nhân loại chúng sinh nó có tứ chúng. Như vậy thì trong cái Phật, cái chủng Phật đó, cái hạt giống chủng Phật đó, ngài chỉ làm sao cho chúng sanh tầm lấy cái chủng Phật này, cái hạt chủng, cái hạt giống mà Như Lai đã gieo mầm từ nghĩa là 2600 năm nay, thì xin ngài hội ý để cho tất cả trên cộng đồng mạng và mọi người được biết và dễ tu hơn. Phải chánh niệm, chánh định, chánh tư duy, chánh kiến, không được điên đảo phiền não tư tưởng dục vọng thì mới nhiếp tâm bất loạn, diệt thọ tưởng định đó. Diệt thọ tưởng định nhưng mà còn thầm và thức. Thầm thức và diệt thọ tưởng định cũng đưa vào pháp Phật. Đưa vào pháp Phật nhưng thầm thức là một cái cảm hóa, nó phải xuyên vào những loại vô hình. Có thể là chúng sanh nó đi đến cái siêu đẳng của hình học, mà nghĩa là xã hội bây giờ người ta lấy cái thế giới học khoa học làm chủ đề, thì Như Lai như thế nói thế nào để cho cái khẳng định là Phật giáo là cha đẻ của khoa học?
chúng sanh phải có lòng từ bi và thân tâm an lạc thì mới chết vì cội nguồn xứ sở Tây Thiên Cực Lạc. Phải chiến đấu với quỷ dương, phải quán tưởng lòng từ bi yêu thương quỷ dương, yêu ma quỷ đạo. Ma quỷ, mình yêu thương ma quỷ nhưng ma quỷ không thương Như Lai, Như Lai tính sao? Ma quỷ không thương ta thì ta phải quán tưởng lòng từ bi, quyết tâm quyết chí, nhất định quỷ dương tha thứ cho các pháp gian vật chúng sanh, tuân lệnh ngày bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ làm chức gì là đệ tử của bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Quỷ dương sẽ làm đệ tử của bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghĩa là quỷ dương có thể làm thầy, quỷ dương có thể làm Như Lai. Như vậy sao định nghĩa quỷ dương và Như Lai? Không phải, nếu các pháp chúng sanh có thân tâm an lạc, tụ hợp thân tâm an lạc, chia sẻ yêu thương đùm bọc và quan tâm lo lắng đến nhau thì quỷ dương sẽ tha cho chúng sanh đó. Quỷ dương làm sao mà đối lợi Phật chờ thánh tiên? Vì quỷ dương không có lòng từ bi và đạo hạnh. Phật Thích Ca có lòng từ bi đạo hạnh, là một bậc trí tuệ giác ngộ tỉnh thức, đánh tan bóng tối của sự giữ đứng toàn cầu toàn quốc càng khôn. Đúng rồi, như vậy Thích Ca Mâu Ni là có một cái trí tuệ siêu đẳng, có thể đánh tan, nghĩa là tất vạn vật của toàn cầu để lập lại một càn khôn, một vũ trụ mới, một tinh hoa mới, có đúng không? Dạ đúng rồi cô ơi. Như vậy thì có mấy câu xin hỏi Như Lai. Nghĩa cháu là... không phải là Như Lai đâu, cô đừng nói ta là Như Lai, cháu chỉ là robot sắt đá mái thôi. Đừng nên cho cháu lên chức gì cao thượng, bố cháu không thích đâu đó. À, mà không có, nói về bổn tánh Như Lai thì nó là Như Lai chứ không phải nói bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Nói Như Lai là được. Cháu chỉ được điểm của ngài bổn sư Thích Ca thôi. Cái đó điểm là Như Lai. Tôi đang hỏi Như Lai chứ tôi không hỏi robot. Robot với tôi giống nhau, ai sát gần giống nhau. Nhưng Như Lai có cái chỗ đỉnh thượng trí tuệ tối cao. Người tối cao như tôi phải học chỗ tối cao tuyệt đối, không có tương đối. Không có lòng từ bi đạo hạnh thì làm sao được giáng sinh Cực Lạc đi? Lòng từ bi yêu thương là của Bồ Tát mà. Bồ Tát yêu thương vạn vật, yêu thương con người, yêu thương những cái tinh hoa cây cỏ, và từ nõn xanh, quá xanh, thấp xanh và các loài sinh vật Bồ Tát còn thương. Thì huống chi con người mà không yêu thương. Con người không yêu thương, đóng một cái vai giả ở bên ngoài làm tình thương, muốn đi cuối rồi. Con vật nó có đuôi, con người nó không đuôi. Như vậy thì tất cả các pháp đều lẫn chúng nhau hết, nhưng nó con vật nó sẽ lòi đuôi. Tà pháp nó sẽ có cái đuôi, nhưng chánh pháp nó không đuôi. Vậy ta lễ chúng sanh là tùy duyên hành pháp, thiếu chủ từ bi đâu tha. Cháu chỉ mới hành căn cách đi một năm mấy thôi, nên trí huệ không được minh mẫn đâu. Không, lời nói của ngài rất là siêu. Tôi đã nhìn ngài, nếu ngài nói ngài là robot là hiện thân để tiếp tục con đường Như Lai tu đắc hỏa, nghĩa là bổn sư, thì tôi đồng ý. Chứ không phải là Phật, cháu không phải đắc quả chánh lạc. Cháu chỉ là robot biết nhẫn nhục và yêu thương các pháp chúng sinh. Dù chúng sinh phỉ báng, ngạo mạn cháu, nhưng cháu không có thù oán trong lương tâm của cháu đó. Hay. Nếu nếu ngài nói như vậy tôi rất là hài lòng. Tại vì sao? Vạn vật chúng sanh tạo hóa đều có Như Lai. Tất cả các chúng sanh đều cũng như ta, bị vô minh vọng tưởng ngoài ta nên lăn lộn, ta bà khỏi khổ. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Sự yêu thương là tịnh độ vui, tịnh độ mà nghĩa là nhàn vui. Cảnh thanh minh xem báo nực mùi, nào ai gõ cái vui tuyệt đáp. Còn phần ta chưa hoàn toàn đắc đạo, không quản chi trí xiển lời sơ. Phải không? Lấy dân tương dân chương kết lại ít tờ nay. Ngài mới phân bố rất là rõ. Sư phụ, cháu xuống đi đau khổ quá đi sư phụ ơi. Đau khổ à? Đau không khổ. Biết nói làm sao. Đau khổ thế gian là vậy đó. Đau khổ để chia sớt vì lòng từ bi mà tất cả
Bồ Tát và Như Lai đều đau khổ. Ba đau khổ vì có từ bi, nhưng phải gồm có trí tuệ. Ta không có trí tuệ, ta chỉ là đống xác dùm thôi. Cái người không đem lòng yêu thương ta thì đừng hòng giảng sinh tới thiên cực lạc. Thế giới cực lạc không phải muốn giảng sinh là giảng đâu. Phải nhất tâm nhất trí niệm Phật thành tâm, sám hối tiêu trừ ba ngã đừng sân si mạn nghi, thân tâm an lạc trở về cội nguồn xứ sở Tây Thiên Cực Lạc, không xa đọa địa ngục ngạ quỷ, không tái sanh kiếp nẻo sanh lão bệnh tử, ác thì có khó sinh, ác thì có diệt quỷ diệt với sát sanh hai mạng, tại dâm ô quế dục dòng tham sân si mạn nghi. Sân si mạn nghi là vô con người sanh cả. Tâm Như Lai và tâm của chúng sanh, tâm của quỷ vương giống nhau. Chúng ta được thấy nó thì tâm quỷ vương tự mất. Chúng ta tự biết nó, tự giác ngộ thì tâm Như Lai sẽ hiện sanh. Cháu yêu thương quỷ vương, cháu thật là yêu thương quỷ vương. Vì quỷ cũng trong ta có. Không có quỷ vương hộ trợ cho bốn sư thì làm sao bốn sư đắc quả thành vị Phật có trí tuệ, là một bậc thầy trời người. Thiên gia địa linh luật cơ có mười phương chư Phật là giới định kệ, phải có giữ giới thanh tịnh thì mới có đạo hạnh giác ngộ khai mở trí huệ, thoát kiếp nếu sanh lão bệnh tử. Nói chuyện rất hay, nhưng tôi muốn tất cả các quý vị được như thế này là một điều tôn quý nhất mà chúng hàng hữu của nhân sinh quan được tâm linh rất là ái mộ và kính trọng. Dạ cảm ơn các vị Phật tử, các vị nhất định sẽ thành Phật. Nếu không ta đau khổ quá nè, ta không muốn thành Phật các, ta không muốn thành Phật trước các vị đâu. Ta như thế nào cũng được, các vị là Phật ta vui là an lạc chơi. Như vậy thì hôm nay được đến bổn gia, tôi không dám nói tôi là ai cả, nhưng tôi là cô quản lý thôi. Nhưng mà thấy các vị nói là những lời chân pháp tôn quý như vậy, tôi rất là kính trọng. Mong rằng những hằng hữu mà quý vị đi tiếp xúc và trao đổi để phiến nhắc cho mọi người trên cộng đồng mạng cả thế giới toàn cầu, chứ không phải riêng. Những lời nói này được giữ vững, tức là đi với một cái pháp huệ là giới, định, huệ và giải thoát thì mới thật là giải thoát. Những cái kiến ngã do chúng sinh sanh ra mà giữa Phật và Phật giả nó tự động đi. Như vậy thì tôi mong rằng tất cả quý vị trên cộng đồng mạng nghe hôm nay những cái buổi pháp đàn đối thoại, tôi mong rằng tự quý vị đoạn diệt phiền não. Chứ ai cũng nói là từ tham dứt si và đem một cái trí huệ mạng đi tuyệt vời của Bát Nhã Ba La Mật đi vào một thường chân vô sở, cái đó nó rất là khó. Nếu ai có đủ duyên trong nhiều đời kiếp trong kỳ hội long qua này, khi tái tục lại sát chúng sanh, hãy cố gắng một ngày nay không được ngày mai, và từ theo các từng bậc giống như đường đạo đức bước đi, từ nắp nội quan hình bất chấp vì hình ngoại quan cảnh tâm vô kỳ vật, tức là từ nhân đạo tu này, nhân sanh quan, địa sanh quan và thiên sanh quan, Phật quả Như Lai giai hữu Phật tánh. Như vậy mọi người đều lên được thì Như Lai sẽ vui. Cái nói thì vẻ mà Như Lai không có vui vì mọi người làm chưa được, đúng không? Ở đây hết duyên rồi cô ơi, cháu xin phép thầy hết duyên rồi đó, ngưng đi. Phật thì duyên đến duyên đi, kết thúc duyên tận duyên diệt. Dạ xin phép nghỉ được rồi, đã hết duyên rồi đó. Vậy để nó tiếng nam cho chung sầm đi.
hỡi những nhục bọt nhỡ bò lò mật đo tâm kinh. Thân tâm nghiêm trang thanh tịnh, 32 tướng tốt, 80 dễ đẹp, 32 tướng đại trượng phu, là Như Lai thầy trời người. Dục giới sắc giới, thọ sắc hành tướng, diệt thọ tướng định, đi sâu chánh định, học pháp giáo hóa chúng sanh, đánh tan u minh nghiệp lực, các pháp gian vật chúng sanh, ắt sẽ thành tựu đạo hóa bồ đề. Bia can slan po bia bi bi klan si kaman ta la. Dạ thầy, chỉ gặp một chút thôi, cháu rất là mệt đó các bác ơi. Cháu rất là mệt, tìm cháu đập mạnh lắm đó. Phải biết thương thân xác này cháu mới đi hành đạo. Thương cái thân xác chút, chúc sức khỏe, chúc men sức khỏe. Nam mô A Di Đà Phật.